Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, cam chịu những áp lực của công việc và cuộc sống. Vậy nên trong tháng 7 âm lịch này họ rất thành công và được nhiều người ngưỡng mộ cũng như là tôn sùng. Tháng 7, tuổi Mão nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng được công tác đi xa, vì vậy cần phải hết sức cẩn thận trong chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn giao thông trên đường di chuyển. Vận trình tài lộc của quý vị gia chủ tuổi Mão tháng 7 cũng rất khả quan, tài lộc rất vững chắc. Tuy nhiên giàu cỡ nào chúng ta cũng không nên cho người khác vay mượn tiền, nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Và những ý định hay là kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này thì chúng tôi cũng có một tin mừng gửi tới tất cả quý vị, đó là tất cả đều rất khả thi. Tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Và may mắn là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Các cặp đôi yêu nhau đang hóa giải được những mâu thuẫn bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết trong khoảng thời gian này. Và cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các quý vị gia chủ tuổi Mão có phần khởi sắc hơn nhiều so với những tháng trước đó, do gặp được quý nhân vượng vận nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của những người tuổi Mão thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Các quý vị gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý vị gia chủ tuổi Mão trong tháng này, được dự đoán là khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ, người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân nên có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất kỳ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao tiền nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tích lũy tiền cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của những người tuổi Mão tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cần phải cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Người cao tuổi cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các quý vị gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mão.
Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các gia chủ tuổi Mão trong tháng này tốt, ít gặp chuyện sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa, nhưng may mắn có được mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ với nhau. Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định. Đôi khi không khí khá nhạt nhòa, khiến một trong hai người nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Trong tháng này bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện hợp lý. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Sự nghiệp của những người tuổi Mão sinh năm 1963 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống, vì thế cần phải chú ý tiết kiệm. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người tuổi Mão sinh năm 1975 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể nhận được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính là vì thế mà nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ dàng nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Mão sinh năm 1987 nhìn chung là ổn định. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì một khi có thiện cảm với ai, chúng ta nên giữ gìn quan hệ, chớ nên ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Người tuổi Mão sinh năm 1999 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng khi bắt đầu cuối năm đại học với khá nhiều khó khăn. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần phải sự cổ vũ, động viên của những người thân là rất cần thiết. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện tâm sự với cha mẹ. Bản mệnh không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với người tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Thủy. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ.
ngày âm lịch ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp cho tất cả quý vị trong phần nào cuộc sống của mình. Ở đây chúng ta có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.